từ quốc lộ 18, vượt qua hơn chục cây số len lỏi giữa các xóm thôn yên bình, chúng tôi tìm đến chùa Thanh Mai, trên dãy núi Tam Ban thuộc xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, vào một ngày cuối năm lạnh giá. Xin chào các bạn, nhắc đến rừng phong lá đỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ mường tượng ngay đến những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn hoặc những cánh rừng nơi xứ lạnh. Nhưng không phải đi đâu xa, gần đây nhiều bạn trẻ đã truyền tai nhau về rừng phong lá đỏ vô cùng lãng mạn và tuyệt vời ở ngay chùa Thanh Mai, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhé. Đứng dưới chân núi nhìn lên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của núi non với sắc nâu đỏ của rừng phong mùa thay lá mà người dân địa phương gọi là mùa lá phong chín. Và kia, ngôi chùa nằm ẩn mình giữa bạt ngàn cây lá, bảng lảng khói sương. A Di Đà Phật ạ, con chào thầy ạ. Vâng, thầy ơi, hôm nay chúng con được đến chùa Thanh Mai, được vãng cảnh chùa, thấy chùa thật là đẹp, rất là cổ kính, trang nghiêm và thanh tịnh. Thì chúng con rất là muốn biết là chùa mình có từ bao giờ ạ? Lịch sử chùa Thanh Mai là đều được ghi lại hết ở trên tấm bia này. Thì trước hết thầy nói sơ qua về cái tấm bia này. Bia này tên là bia Viên Thông Tháp Bi. Vì sao được gọi là bảo vật quốc gia? Tại vì vào thời Trần, tất cả những văn hóa đời Trần đến cuối đời Trần sau khi giặc Minh sang xâm lược là đều bị tàn phá. Cho nên là văn tự, bia đá và các cái đồ pháp khí thời Trần là còn lại rất là ít. Trong văn bia cũng ghi lại là Thiền sư Pháp Loa là người mà được kế thừa y bát của tổ đệ nhị Trần Nhân Tông. Ngôi chùa trên núi mang một vẻ trang nghiêm, thanh tịnh, tách biệt hoàn toàn với không gian xô bồ, ồn ã, cõi trần tục. Đứng trong khuôn viên chùa, ngắm nhìn hai cây đại 700 tuổi và cây thị già hơn 300 tuổi, chúng tôi cảm nhận được cảnh vật ở đây như đang dừng lại cả trăm năm trước. Thời gian trôi qua thật nhẹ nhàng, tĩnh mịch và bình yên đến lạ. Đây chính là Viên Thông Bảo Tháp, cái là nơi thờ nhục thân của Thiền sư Pháp Loa. Như vừa nãy đã nói là Thiền sư Pháp Loa là đệ nhị tổ của Thiền phái Trung Lâm Yên Tự. Theo lời chỉ dẫn của chủ trì Thích Chí Trung, chúng tôi men theo lối nhỏ bên sườn núi cạnh chùa để leo lên rừng phong. Những cây phong chùa Thanh Mai cao đến vài chục mét, thân cây to nhỏ khác nhau. Chúng tôi ngước mắt nhìn những lá phong đỏ cuống dài, xẻ ba thùy với mép răng cưa đang từ từ chuốt xuống với lá xanh, đỏ, vàng, xen kẽ mang một vẻ đẹp rất riêng, lạ lùng và cuốn hút. Chào chào cô ạ. Cô ơi, cô có phải là người ở đây không ạ? Cô người đây chứ. À vâng, thế thì cho cháu hỏi một chút được không ạ? Rừng phong này thì cháu thấy là rất là đẹp, nhưng mà chúng cháu cũng không biết là nó có từ bao giờ cô ạ. Cái này thì cô thì là người gốc ở đây, thế nhưng mà cô cũng không biết là có từ bao giờ, mà những người già nhất không cũng biết là có từ bao giờ. Cô ơi, cô cái thấy rừng phong này khi nào thì bắt đầu lá đỏ ạ? Nếu mà để mà đẹp nhất ấy thì cứ từ tầm từ Tết dương lịch cho đến Tết âm lịch. À vâng. Cho nó vòng trong được khoảng một tháng. À, cô ơi thì cháu có thấy là ở phía dưới là lá rụng rất là nhiều ấy, thì lá sẽ rụng trong khoảng bao lâu thì hết ạ? Lá nó rụng thì nó phụ thuộc theo thời tiết cháu. Thì nếu mà mưa nhiều như năm nay thì sẽ chút nhanh hơn. Thế mà còn hanh khô thì lá sẽ đỏ và đẹp hơn nhiều. Cô ơi, cháu ngửi thoang thoảng cái mùi gỗ, phải mùi của cây phong không cô? Cái cây phong này cháu ngửi thấy mùi thơm là đúng đấy. Cái nhựa phong này ấy thì các cháu có biết để làm gì không nào? Đấy, cái nhựa phong này mà cái nhựa phong này rất là người ta thường thường lấy cái nhựa này người ta mang về trưng cất lên và người ta sẽ bán cho những người làm hương làm nến. À, rất là thơm mà cái mùi này nhựa này rất là hiếm. Đi bộ đường rừng khoảng 3 km, mất chừng hơn một tiếng là các bạn sẽ lên đến đỉnh núi Tam Ban. Tại đây phóng tầm mắt ra xa, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của vùng đất địa linh nhân kiệt này. Chụp vài kiểu ảnh đẹp, nhặt vài chiếc lá phong làm kỷ niệm. Chúng tôi thấy tiếc vì hôm nay không được chứng kiến cảnh các bạn trẻ đến chơi dù bay hay đốt lửa trại trên đỉnh núi Tam Ban như lời cô Thịnh nói. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng trong một ngày không xa, chúng tôi sẽ trở lại nơi này.